Rồi. Tiếp theo là hình con cọp. Gì con? Rồi đây là hình con cọp. Cọp này là cọp thường. Cọp thường to lắm á. Cọp. Đây là con cá heo. Cá heo. Cái này là mình đang đóng hàng cho khách đó, đóng hàng giùm cho bà xã đó. Cá heo nó có hai màu, màu hồng và màu xanh đó, nhưng mà ở đây mình còn màu hồng, uống màu xanh thôi, xanh nước biển. Cái heo xanh, cái heo ha.